Tại sao thằng Bảo với thằng Nguyên không có mặt trong ngày cúng cơm vậy? Ủa, Gia Bảo, cô sao vậy? Hả? Hình như bà bay sốt rồi chú ơi. Hồi nãy con ông Bảo xuống nhà không thấy ai hết á. Biết mọi người đang cúng cho bà ở bên này, con ông Bảo qua đây luôn. Gia Bảo, cô có sao không Gia Bảo? Bảo, mày đã làm gì con tao? Dạ, con đâu có làm gì đâu cô. Hồi nãy Bảo ho, con chỉ dỗ luôn giùm cho Bảo thôi à. Lúc nãy thì không sao, nhưng mà Bảo khóc một hồi, cái người Bảo nóng lên rồi mê man luôn cô. Đi, không được đụng vào con tao. Em nhỏ tiếng chút đi. Anh à, con mình đã bị sốt rồi nè, người đã nóng ran hết rồi nè. Mới vừa cúng cơm cho má xong thôi, em đừng có ồn quá. Gia Bảo. Chú Tài. Dạ. Giúp tôi đưa thằng Bảo về nhà đi. Dạ. Chị Dân. Dạ. Gọi điện cho bác sĩ đi. Dạ. Đồ thứ ăn mày. Dạ, chào chị. Dạ, mời bác sĩ ạ. À. Dạ. Dạ. Trời đất ơi, cô Dung. Cô tới đây làm chi vậy? Trời ơi, cô Khuê mà biết là phiền lắm đó. Dạ, em muốn vào thắp nhang cho bác được không? Ừ, không có được đâu. Cô nghĩ sao mà muốn vậy chứ? Dù sao em cũng từng sống bên cạnh bác. Bác luôn mang giúp đỡ từ những ngày em còn nhỏ. Giờ bác mất rồi, em cũng không biết làm gì hơn. Em cảm thấy mình có lỗi quá. Người mất thì cũng đã mất rồi. Bây giờ mấy ngày nay căn nhà này nặng nề lắm. Gia Bảo nó lại đang bị sốt. Ông bác sĩ hồi nãy là ở nhà mời tới để khám cho Gia Bảo đó. Thằng Bảo bị sốt hả chị? Ừ. Thằng bé có sao không chị? Thằng Nguyễn nói là do nó khóc quá cho nên nó bị xỉu rồi làm sốt. May mà thằng Nguyễn ẵm ra cho nên mọi người mới biết đó. Chứ còn cả nhà đang lu bu lo cho bà, có ai để ý đâu. Vậy vậy còn thằng Nguyện? Thằng Nguyện thì sao hả chị? Nó có khỏe không chị? Nó khỏe, nó ngoan lắm, không có sao đâu. Cô nhớ nó lắm hả? Bây giờ đã tới tận đây rồi, không vô thắp nhang được cho bà thì thôi, cũng phải gặp thằng nhỏ một chút chứ. Trước đây bà cũng hay dặn tôi, lâu lâu dẫn thằng Nguyễn tới cho cô gặp đó. Dạ chị. Con nhớ mẹ quá à. Mẹ, mẹ tới đây lâu chưa? Mẹ mới tới. Tại cô Dân chỉ đưa con tới cổng công viên thôi à, mà con không có biết đường cho nên con mới chạy quá trời luôn á.
con mới tìm được mẹ á. Con đã ăn cơm chưa? Dạ con ăn rồi. Còn mẹ, mẹ ăn cái gì chưa? Trước khi tới đây mẹ đã ăn rồi. Nè, mẹ nghe cô Dân nói nhờ con mà mọi người trong nhà mới biết Gia Bảo bị sốt đúng không? Dạ, bà mất, Bảo buồn nên cứ khóc suốt à, tới mức bị sốt luôn. Con cũng mong Bảo sẽ khỏe lại. Bà mất, chú cũng đã buồn rồi. Nếu như mà Bảo bị bệnh nặng thì chú sẽ càng lo lắng hơn. Hình như nguyện của mẹ đã lớn rồi thì phải. Mẹ không ngờ con biết nói những lời này. Con nghĩ được như vậy là rất tốt. Sống mà biết nghĩ tới người khác thì dù bị người ta coi thường hay bị cả thế giới này chống đối thì mọi thứ cuối cùng sẽ thuộc về con. Trong cuộc sống này, những người tốt bụng và nhân từ sẽ là người giành được chiến thắng. Con nhớ chưa? Dạ, con nhớ rồi. Bây giờ mẹ phải về rồi. Sắp hết chuyến xe cuối. Mẹ, mẹ phải đi thiệt hả? Mẹ phải về rồi. Con đi về nhà đi. Mẹ, con về nhà với mẹ được không? Dạ, con biết rồi. Con không được đòi về nhà. Nhưng mà không lẽ từ đây về sau con không được sống chung với mẹ nữa hả mẹ? Thiệt như vậy luôn hả mẹ? Tại sao bữa nay con nói nhiều vậy? Nếu thực sự con muốn sống chung với mẹ thì từ nay con phải nghe lời chứ. Học hành cho thật tốt, vậy mới có thể trở thành người tài giỏi. Con sẽ được nhiều người kính trọng. Khi con đạt được những điều đó thì tự động mẹ con mình sẽ đoàn tụ. Nguyện, con hiểu mẹ nói gì chứ? Dạ, con hiểu rồi. Con hiểu thiệt không? Hay là con chỉ nói vậy để cho mẹ vui? Con hiểu thiệt mà. Hiểu rồi thì về đi. Con có tự về được không? Dạ được. Cô Dân nói với con là đón taxi về, cứ đưa địa chỉ nhà là được. Mẹ yên tâm đi. Mẹ về sớm đi, kiểu tối á. Mẹ, mẹ về cẩn thận nha mẹ. Mẹ biết rồi. Con cũng vậy nha. Con nó hạ sốt rồi. Em đừng có lo. Nó ngủ một giấc, sáng mai dậy sẽ khỏe thôi mà. Tại sao chúng ta không bỏ đi? Hay là anh, em và cả con chúng ta rời bỏ chỗ này đi? Cứ mỗi lần nhắm mắt lại là hình ảnh đêm hôm đó lại hiện về. Em không tài nào ngủ được. Cảm giác tội lỗi cứ đeo bám em mãi. Nhưng em căm thù con đàn bà đó và cả đứa con rơi của nó. Mỗi khi nghĩ tới em cảm thấy khó thở vô cùng. Khuê à,
Em đã suy nghĩ kỹ chưa? Nếu bây giờ rời khỏi, liệu trong lòng em có thanh thản hơn không? Em có chắc là em có thể buông bỏ những tham vọng của mình để sống một cuộc sống khác được không? Hay là em vẫn bị ám ảnh bởi những chuyện xảy ra trong căn nhà này, vẫn bị lòng thù hận và ghen ghét chi phối? Bây giờ em cảm thấy mệt mỏi lắm, em chỉ muốn chết mà thôi. Em phải mạnh mẽ lên. Gia Bảo nó là con của em, em phải là chỗ dựa vững chắc cho con. Nếu như em yếu đuối như vậy thì sau này tương lai của con sẽ thế nào? Nghe anh nói nè, anh và em đã tới bước này, không thể nào quay trở lại được đâu. Nhưng mà em yên tâm, lúc nào anh cũng đứng phía sau em để hỗ trợ cho em. Vì em và con, anh có thể làm được tất cả. Em phải mạnh mẽ lên, không được gục ngã, không được yếu đuối, nghe không? Gia Bảo nó là con của em, em phải là chỗ dựa vững chắc cho con. Nếu như em yếu đuối như vậy thì sau này tương lai của con sẽ thế nào? Nghe anh nói nè, anh và em đã tới bước này, không thể nào quay trở lại được đâu. Nhưng mà em yên tâm, lúc nào anh cũng đứng phía sau em để hỗ trợ cho em. Vì em và con, anh có thể làm được tất cả. Làm gì ở đây vậy? Sao không ở trong phòng học bài? Dạ, tại vì trong phòng ngợp ngạt quá nên con ra đây cho nó mát. Ủa mà má ra đây làm cái gì vậy? Tại vì hôm nay trời oi quá cho nên má ra đây cho thoải mái chút xíu thôi. Giờ má vô nhà đi. Sao? Gì đó con? Dạ không có gì, con cũng muốn vô nhà. Với số tiền này, anh có thể mở một tiệm tạp hóa
hoặc là kinh doanh cái gì đó. Mẹ đời, không có ai cho ai không cái gì hết. Ông đưa tiền cho tôi như vậy ông muốn cái gì? Ông nói thẳng mẹ nó luôn đi. Hả? Tôi muốn anh xử lý cho tôi một người phụ nữ. Có gì không? Con không thấy cô đang lưu bu buôn bán hả? Con muốn gọi điện thoại. Bà chủ ơi, tính tiền. Chờ con chút. Rồi, tới liền. Tiền đi con. Con muốn gọi điện thoại. Đưa đây. Vậy con gọi nha cô. Con không được tùy tiện bấm số. Đưa số đây, cô gọi cho con. Cô Vân. Hả? Má con đâu rồi? Má con đi mua sắm với mấy người bạn rồi. Chiều tối mới về lận. Con có cần gì không? Dạ không, không có gì. Alo. Dạ phải rồi. Gặp Nguyễn hả? Dạ chờ một chút. Nguyễn ơi, có người gặp nè con. Dạ. Cảm ơn cô Vân. Alo, mẹ hả? Không phải, Lan Anh nè. Lan Anh hả? Mình không nghĩ là Lan Anh gọi điện cho mình luôn á. Sao rồi? Lan Anh có khỏe không? Mẹ bạn đang gặp nguy hiểm đó. Bạn về liền đi. Hả? Mẹ mình bị làm sao? Mình không biết, nhưng mà mình nghe ba mình với. Hả? Bạn còn đó không Lan Anh? Nguyễn có nghe mình không? Con đang gọi mà cô. Hết giờ rồi. Bấy nhiêu tiền á thì chỉ nói được nhiêu đó thôi. Nhưng mà con đang gọi mà. Con muốn nói nữa thì con thêm tiền cho cô. Ủa Nguyễn, có chuyện gì vậy con? Dạ con cũng không biết nữa. Hình như mẹ con bị bệnh hay sao á. Chắc là bệnh nặng cho nên người ta mới gọi báo đó. Khổ quá. Ai báo cho con biết? Dạ là Lan Anh báo cho con biết. Lan Anh là ai? À, có phải là con của cái người đàn ông đã từng đánh con phải không? Dạ đúng rồi. Nhưng mà Lan Anh không có giống ba của bạn ấy. Lan Anh rất là tốt bụng. Lan Anh đã gọi điện báo tin cho con biết như vậy, chắc chắn là mẹ con có chuyện rồi. Chú cho con về nhà nha chú. Con không cần phải về nhà. Chuyện không có gì nghiêm trọng đâu. Sau 49 ngày của bà,
ba sẽ về đó một chuyến. Nhưng mà mẹ con chắc chắn có chuyện rồi, con lo cho mẹ lắm. Con không cần phải lo, cứ để chuyện này cho ba giải quyết. Nhưng mà không nói nhiều nữa. Ba đã nói là chuyện này để cho ba giải quyết. Còn chuyện của con bây giờ là đi về phòng học bài đi. À, ba định là sau 49 ngày của bà, ba sẽ làm khai sinh lại cho con. Sao con phải làm khai sinh lại? Từ nay về sau, con chính thức là con của ba. Con không cần phải sống như trước kia nữa. Con không hiểu. Làm lại khai sinh, con vẫn là Phạm Hữu Nguyện mà. Đâu có khác gì đâu. Không. Sau khi làm lại khai sinh, ba sẽ nhập hộ khẩu cho con luôn. Từ nay, con sẽ là con trai trưởng của Trần Thành Đạt này, là cháu đích tôn của nhà họ Trần. Lúc đó, ba cũng sẽ đổi tên cho con luôn. Đổi tên? Phải. Tên của con sẽ là Trần Trí Thành. Con hãy quên cái tên Phạm Hữu Nguyện đó đi. Quên hết những tháng năm sống cực khổ ở khu nhà trọ đó đi. Và tốt nhất, quên má con luôn đi. Sao được chú? Không phải là chú, mà ba là ba của con. Từ giờ trở đi, con phải gọi là ba. Hiểu chưa? Cô Dung ơi, Cô Dung, ra chị nói cái này nè. Dạ, chị Tư kêu em hả? Cô có bị làm sao không vậy? Cô có thấy không khỏe hay là khó chịu gì không cô? Dạ, em đâu có bị sao đâu. Sao chị hỏi em vậy? Thiệt là không sao chứ. Hay là cô có bệnh mà cô giấu hả? Dạ không, em đâu có bệnh hoạn gì đâu à. Mà sao chị hỏi em vậy? Ông tổng giám đốc á, công ty bánh kẹo Thành Phát vừa mới gọi điện về cho cô đó. Nhưng mà ông gọi điện có chuyện gì vậy? Ổng không nói rõ lắm đâu. Nhưng mà hình như có ai báo với ổng á là cô bị bệnh nên ổng gọi hỏi thăm. Em bệnh? Bởi vậy tôi chạy qua coi cô có sao không. Tôi thấy ổng cũng lo cho cô lắm đó. Trời, đâu có, em đâu có bệnh hoạn gì đâu. Sao ai lại báo kỳ cục vậy? Chắc có đứa nào nó ganh ghét. Nó biết cô là vợ của ổng nên... Trời ơi, chị đừng có nói tầm bậy. Em với ông ấy không có quan hệ gì hết đâu chị. Tôi lộn. Ý tôi á, tôi nghĩ có đứa nào nó ăn không ngồi rồi chọc phá. Chứ chắc không có chuyện gì đâu. Dạ. Dù sao cô không bị gì là tốt rồi. Thôi, tôi về nấu cơm nghe. Dạ. Ông muốn tôi giết người phụ nữ đó hả? Đưa tôi có nhiêu đây mà bắt tôi phải làm chuyện đó hả? Tiền đối với tôi không thành vấn đề, nhưng tôi nghĩ anh phải dùng cách gì đó mới được. Ý ông là sao? Cô ta không đến nỗi phải chết được. Tôi muốn cô ta biến mất. Anh dùng cách gì tôi không cần biết, phải làm cho cô ta biến mất. Mày hả? Mày giỡn mặt với ông mày hả? Chẳng qua là tao thấy mày ăn mặc lịch sự. Mày kêu ra bàn công việc, tao nghĩ là tao có kẹo thơm. Không ngờ gặp cái thứ đầm bàn. Mày coi chừng ông mày nha mày.
Trên đời chó chết của mình còn gì đâu để mà. Số tiền này nó sẽ giúp cho mình đổi đời. Sao giờ này bỏ ở đây? Đi theo tao. Cảm ơn Bảo nhiều nha. Nhờ có Bảo mà tụi mình mới ra đây được. Nè Bảo, đi theo anh làm gì? Bảo mà đi như vậy chú lo lắm đó. Mày hỏi nhiều quá. Không phải mày muốn về nhà để lo cho má mày hả? Đúng. Nhưng mà Bảo mà tự nhiên biến mất như vậy, mẹ của Bảo sẽ lo cho Bảo lắm. Thôi đừng có giỡn nữa, đi vô nhà. Mày im đi. Tao sẽ không bao giờ quay lại cái nhà này nữa. Bây giờ tao không có ba, cũng chẳng có má. Bà ba khùng hay sao? Mặn nói gì kỳ vậy? Đối với tao, từ lúc bà mất á, tao chẳng có ba với má nữa. Bà ba còn sốt hay sao? Mà nói gì kỳ vậy? Mày tính đứng đây đến bao giờ nữa? Mày không về nhà gặp má mày hả? Anh không biết bà đang tính toán cái gì. Nhưng mà bây giờ tạm thời cứ đi chung với anh. Nhưng mà lúc về á, hai anh em phải cùng về nghe không? Hứa với anh đi. Anh mới cho bà đi chung. Không thôi á, anh dắt hai đứa vô nhà bây giờ. Sao mày lại muốn tao ở lại? Tao mà không ở cái nhà này nữa hả? Thì ba với cái nhà này đều là của mày hết chứ gì. Bảo đi mà không nói như vậy chú lo lắm đó. Có biết tội lớn nhất của một người con là gì không? Là làm cho ba mẹ lo lắng đó. Cho nên bây giờ đi chung với anh á, về nhà mẹ anh coi như đi chơi cũng được. Nhưng mà lúc về á, hai đứa phải cùng về. Bây giờ đi nhanh, không thở hết xe. Vô đi. Dạ cậu. Dạ, hồi nãy tôi vô phòng để mời hai cậu xuống dùng cơm. Tôi thấy cái này trên bàn học, mà không thấy cậu Nguyễn trong phòng. Chị Vân! Chị Vân đâu rồi? Chị Vân! Dạ. Chuyện này là sao đây? Có ai đó đã lấy hết tiền bạc và nữ trang của em rồi. Không còn gì hết.
chắc chắn là nó. Chị Vân. Dạ. Chị xuống kêu thằng Nguyện lên đây. Dạ nhưng mà. Còn nhân nhị gì nữa? Chắc chắn là nó. Chứ ai vô đây làm? Dạ nhưng mà thằng Nguyện nó bỏ đi rồi. Còn cậu Bảo. Cậu Bảo thì sao? Dạ cậu Bảo không có trong phòng, không biết đi đâu nữa. Trời ơi, hay là thằng Nguyện nó bắt thằng Bảo đi cùng. Gọi điện báo công an, nhanh lên. Nè em, em suy nghĩ cái gì mà kỳ vậy? Làm gì có chuyện mà thằng Nguyện nó bắt thằng Bảo đi được. Chuyện này cũng chưa chắc do thằng Nguyện nó làm đâu. Không phải thằng Nguyện thì ai vô đây làm? Mất mát không có bao nhiêu hết. Em đừng có làm ầm ĩ lên như vậy. Chuyện gia đình thì cứ để trong nhà giải quyết. Chị cứ xuống nhà trước đi. Dạ. Em bình tĩnh lại đi. Anh tưởng là em tiếc số tiền đó hay sao? Chẳng qua là em lo cho con trai của mình thôi. Ai biết được là thằng Nguyễn nó sẽ làm gì thằng Gia Bảo chứ. Anh nghĩ tụi nhỏ không sao đâu. Anh sẽ cho người xuống Tây Ninh đón tụi nó về. Em yên tâm đi. Thằng Bảo nó là mạng sống của em. Nếu như có chuyện gì xảy ra với thằng Gia Bảo, em sẽ không bao giờ để yên cho hai mẹ con nó đâu. Dạ. Sao bác lại làm vậy? Con nhận đi con. Con không thể nhận đâu bác. Bác tới đây thăm con là con cảm thấy vui lắm rồi. Con không đòi hỏi gì hết. Con không thể nào lấy gì của bác hết. Nghe bác nói này Dung, con nhận đi, để cho tâm hồn của bác được thanh thản. Nếu ngày xưa ba má con không mất sớm thì có lẽ con và thằng Đạt cũng đã nên duyên vợ chồng rồi. Không hiểu tại sao ngày xưa đó, bác chỉ cứ khăng khăng chọn Ngọc Khuê làm dâu. Mọi chuyện như thế này là lỗi của bác. Bác à, con xin bác đừng có nói như vậy. Ba mẹ con mất sớm. Nếu không nhờ bác xuống quê đón con lên để cứu má thì con đâu có được sống như vậy.
Bác cho con học chữ nghĩa, cho con học cái nghề. Ơn đó con còn chưa trả được mà. Con à, cặp nhẫn này là thứ bất quý nhất. Nó là vật gia truyền của gia đình bác. Bây giờ bác tặng nó cho con. Chuyện năm xưa qua như dở lỡ rồi. Con không phải là vợ của thằng Đạt, không làm dâu của bác được. Nhưng bác muốn, trong mắt của bác, con là đứa con dâu tốt nhất. Nhớ con. Mấy con mèo quang này cứ lục bếp hoài. Chắc là mấy con mèo quang ở đây. Đi đi. Làm gì đi chứ? Sao cứ ở đây hoài vậy? Sao không về nhà với mẹ mày đi? Ráng đợi thêm một chút xíu nữa nha. Bạn ấy mà biết tụi mình về, bạn ấy sẽ ra đây. Trời sắp mưa rồi. Sao mày biết? Bộ ba không để ý ngửi mùi hả? Có mùi của hơi nước, còn có mùi của gió nữa. Như vậy là trời sắp mưa rồi. Xin lỗi nha, mình về trễ. Ba của mình. Ba mình. Ba của bạn sao? Ba của mình bắt mẹ bạn đi rồi. Hả?
Ông là ai? Tôi xin ông tha cho tôi đi. Mày là thằng nào? Sao bây giờ? Mình phải đi báo công an nhanh lên. Mày bị làm sao vậy? Đi báo công an nhanh lên, để người ta còn giúp mình nữa chứ. Lan Anh, bạn quay lại đó, đưa ba bạn về nhà đi. Không cần lo cho mình đâu, mình tự lo được. Lan Anh yên tâm, mình không có nói cho ai biết đâu. Bộ mày bị điên hả? Nếu không đi báo công an thì làm sao có thể cứu được mẹ mày chứ? Anh tự lo được, anh sẽ tự tìm cách. Chắc chắn anh sẽ tìm được mẹ. Bác chịu khó tìm chỗ nào nghỉ đỡ đi, rồi sáng mai bác sẽ về Sài Gòn sớm. Nếu không ba mẹ của Bảo lo lắm đó. Anh không về chung với Bảo được. Khi nào tìm được mẹ anh sẽ về liền. Bảo nói giùm với chú giám đốc là anh ở đây, để chú giám đốc khỏi lo cho anh. Cảm ơn Bảo nhiều nha. Mẹ ơi, mẹ ơi. Nguyễn, mẹ ơi, mày đi đâu vậy Nguyễn? Một mình mày không làm được gì đâu. Nguyễn, quay lại nè. Có biết tại sao thằng Nguyễn nó bỏ đi không? Dạ không, em không biết. Hình như thằng Nguyễn nó bỏ nhà đi là do nó nghe được thông tin gì đó từ má nó. Chị Dân nói với tôi là sau khi nghe xong điện thoại thì mặt nó rất là hoang mang. Nhưng mà có một cái điều nó trùng hợp là tại sao thằng Nguyễn bỏ nhà đi thì thằng Gia Bảo nó cũng mất tiêu. Anh nói sao? Dạ, Gia Bảo nó bỏ đi hả?
Vì vậy bây giờ chỉ còn một cách, chú giúp tôi chạy xuống Tây Ninh gấp tìm bằng được hai anh em nó đưa về đây. Dạ, em hiểu rồi, em sẽ đi. Khoan đã, tôi cần lưu ý chú một chuyện. Bằng mọi giá phải đưa Hữu Nguyện và Gia Bảo về nhà càng sớm càng tốt. Chú hiểu chưa? Dạ, em hiểu. Năm giờ rưỡi có chuyến xe buýt đầu tiên đó, bạn cứ ngồi nghỉ đi, khi nào tới giờ rồi tôi kêu. Ê ê, khoan đã, ở gần đây có nhà hàng nào không? Nè, bảo ăn đi. Tôi không ăn cái này đâu. Còn món khác không? Ở đây có mấy nhà hàng Nhật Bản hay Hàn Quốc nào không? Nè, bạn đi đâu vậy? Tôi đi tìm mẹ của Nguyễn. Một mình bạn á thì làm được gì chứ? Bây giờ tụi mình chỉ có một cách thôi, là đi báo công an. Thì bạn cứ ở đây đi, đừng có đi theo tôi nữa. Bộ ở đây không có chỗ ngủ hả? Gần đây có khách sạn nào hay không? Tôi nhiều tiền lắm đó. Bạn có tiền cũng không làm được gì đâu. Ở đây không có khách sạn nào hết á. Thiệt ra cũng có một cái nhà hàng gần đây, nhưng mà giờ tối quá rồi, chắc cũng đóng cửa rồi. Bạn chỉ có hai sự lựa chọn thôi. Một là ngồi đây ăn hết tô cháo, hai là ra bến xe buýt và nhịn đói. Tôi có việc ra ngoài rồi. Chờ tôi với. Cho con hỏi, bác có thấy chiếc xe Jeep màu đen nào chạy ngang qua đây không bác? Không, không thấy con. Dạ, con cảm ơn bác. Xe chiếc màu đen nào chị nghe qua đây không chú? Không, chú không thấy. Thấy không anh? Chú có thấy không chú? Tôi không thấy nữa.
chào bạn đi hướng này nha, tôi đi hướng này. Cô ơi, cô cho con hỏi, cô có thấy chiếc xe Jeep màu đen nào chạy ngang qua đây không cô? Không. Chú có thấy cô nào cao cỡ này, tóc dài dài, da trắng trắng không chú? Không thấy con ơi. Dạ, cảm ơn chú. Làm gì xe tao? Con xin lỗi chú. Cô ơi cô, cô có thấy bạn nào cao chừng này, nhìn nhỏ nhỏ, đeo ba lô cỡ này đi ngang qua đây không cô? À không, tôi không thấy. Dạ, con cảm ơn cô. Bạn đã tìm thấy Nguyễn với mẹ Nguyễn chưa? Nãy giờ mình chưa tìm thấy. Cô ơi, hả? Cho con hai ổ bánh mì nữa nha. Hai ổ hả con? Cho con hỏi, cô có thấy chiếc xe chiếc màu đen nào chạy ngang qua đây không cô? Không con. Thank you.
đang ở đâu vậy? Con phải đi đâu để tìm mẹ đây? Ăn đi. Anh là ai? Anh nói cho tôi biết đi, ai đã sai anh tới bắt tôi? Là vợ ông tổng giám đốc hay là ông Tài? Mấy người đó muốn bắt tôi để làm gì? Họ muốn giết tôi có đúng không? Anh nói cho tôi biết đi. Cô ăn đi, còn lâu mới tới nơi. Ăn đi. Anh định đưa tôi đi đâu vậy? Anh à, anh cũng có mẹ mà đúng không? Anh thử nghĩ đi, nếu anh ở trong hoàn cảnh của con trai tôi thì anh sẽ cảm thấy như thế nào? Một đứa con nít mà nó tận mắt nhìn thấy mẹ nó bị bắt như vậy thì nó sẽ hoảng loạn như thế nào? Tôi xin anh thương tình mà thả tôi ra đi. Tôi sẽ trả cho anh nhiều hơn số tiền mà họ đã trả cho anh. Anh nói đi, bao nhiêu tôi sẽ trả lại cho anh. Bao nhiêu tôi cũng sẽ tìm cách trả lại cho anh mà. Anh làm ơn làm phước cho người mẹ tội nghiệp này được về gặp lại con trai của mình được không? Anh làm ơn đi, làm ơn. Tôi xin lỗi cô, tôi không thể nào làm những điều cô yêu cầu được. Nhưng có một điều tôi cần nói cho cô biết, là từ nay về sau cô không bao giờ gặp lại thằng nhóc đó nữa. Anh nói vậy nghĩa là sao? Tại sao tôi không được gặp con trai tôi nữa? Anh giải thích đi, anh giải thích cho tôi đi. Cô có nói gì cũng vô ích thôi. Mà con bê bối quá vậy con? Hả? Cứ bày đồ chơi ra rồi để mẹ dọn không là sao? Hả? Con là con của ai vậy hả Nguyện? Mẹ cứ la con hoài. Con là con của mẹ chứ con của ai? Mẹ xin lỗi con. Có những món đơn giản con thích ăn mà mẹ cũng không mua được. Chỉ vì mẹ cứ lo chăm chăm làm việc nên lơ là với con. Không hiểu con mình đang muốn gì, cần gì. Con có buồn mẹ không? Con cho mẹ xin lỗi. Mẹ chưa làm được quá nhiều cho con, nhưng mà có một điều chắc chắn con rất quý giá đối với mẹ. Con có biết không? Dạ con biết. Cho dù người khác có cho mẹ thật nhiều tiền đi đổi lấy con, mẹ cũng không chịu. Trên thế gian này con là người thân duy nhất của mẹ. Mẹ, mẹ, mẹ đừng có bỏ con mà mẹ. Mẹ ơi. Con. Mẹ ơi. Con. Mẹ con, ơi, con. Đừng nội có bỏ mẹ. Con nội mà. Mẹ, mẹ ơi. Con
con về nhà với mẹ được không? Dạ con biết rồi, con không được quyền đòi về nhà. Nhưng mà không lẽ từ nay về sau con không được sống chung với mẹ nữa hả mẹ? Thiệt như vậy luôn hả mẹ? Tại sao bữa nay con nói nhiều vậy? Nếu thực sự con muốn sống chung với mẹ thì từ nay con phải nghe lời chứ, học hành cho thật tốt, vậy mới có thể trở thành người tài giỏi. Con sẽ được nhiều người kính trọng. Khi con đạt được những điều đó thì tự động mẹ con mình sẽ đoàn tụ. Từ nay trở đi cô không bao giờ gặp lại thằng nhỏ đó nữa. Quyện ơi, Quyện ơi, Lan Anh, bạn đâu rồi? Lan Anh ơi, thôi đưa ba lô đây, anh giữ giùm cho. Anh làm gì vậy? Đi ra coi. Buông ra. Đi đây mày. Mấy anh biết ba tôi là ai không? Ba tôi là tổng giám đốc của công ty Thành Phát đó nha. Ai nhắc đến ba tôi cũng biết hết đó. Rồi sao? Ba tôi có rất là nhiều tiền và quen biết rộng rãi nữa. Ê tụi bay, bà nó ghê gớm quá tụi bay. Sợ quá à. Để anh nói cho cưng biết, cho dù ba của cưng là ai, không liên quan gì tới tụi anh. Em đừng có đem ba của em hù dọa tụi anh, biết chưa? Còn bây giờ á, cho dù ba của em là ông trời á, cũng không giúp được em đâu em. Làm việc tụi bay. Mấy anh làm gì vậy? Bỏ ra coi. Mấy anh làm gì vậy? Buông ra. Mấy anh làm gì vậy? Bỏ ra coi. Bỏ ra coi. Đi. Em không cần phải gọi cho chú Tài đâu. Anh kêu chú Tài đi Tây Ninh rồi. Khi nào tìm được hai đứa nhỏ, chú Tài sẽ về. Con đi khỏi nhà, sao em thấy anh bình tĩnh quá vậy? Anh không lo lắng cho con hả? Em thấy cách tốt nhất là phải gọi báo cho công an. Chứ sống thấp thỏm như vậy em chịu không nổi đâu. Em đừng lo quá. Nếu có tin tức gì, chú ta sẽ báo về thôi mà. Em phải tin tưởng anh ta chứ. Giờ trễ rồi, anh còn định đi đâu vậy? Anh không ngủ ở đây à? Sáng mai anh phải đi công việc sớm. Bây giờ anh xuống phòng làm việc để chuẩn bị đồ. Chính mình là người đã chọn con đường này. Cuộc hôn nhân này nó giúp đỡ con thực hiện ước mơ đó con. Ba biết là con đâu có thương cô ấy đâu, làm sao con cưới được. Nhưng mà con nói với má là ước mơ của con là mở rộng cái xưởng bánh
sản xuất ra nhiều bánh để tặng cho người nghèo. Nếu con muốn điều ước đó thành sự thật, chỉ còn một cách là con cưới con bé đó thôi. Thôi, má nói là chỉ nói vậy thôi. Tất cả tùy con quyết định. Tại má không để ý, chứ nhìn mặt cô ấy, cổ đâu có vui đâu. Không ai ép uổng gì nó hết. Chính con bé đó, nó đồng ý làm vợ của con mà. Mình đúng là một người tồi tệ mà. Cuối cùng, mình đã làm cho cả hai người phụ nữ không ai được hạnh phúc hết. Qua đi, qua nhanh đi, nhanh lên. Qua nhanh lên đi. Dạ dạ dạ, qua liền qua liền. Phải cố gắng sống. Mình không thể nào chết như vậy được. Nếu mà mình chết ở đây thì Nguyễn đã biết sống như thế nào. Mình phải sống. Nguyễn ơi, má con mình nhất định phải gặp nhau. Ah!
Trời ơi, bạn bị sao vậy? Đưa mặt đây tôi coi cho. Đưa đây tôi coi cho. Bạn đi ra đi. Bạn muốn làm gì thì làm. Đúng là đồ nhà quê. Bộ bạn tưởng bạn đi là tôi sợ hả? Vậy bạn đi, đi nhanh đi, đi khuất mắt tôi đi. Bạn đúng là đồ hèn nhát. Bạn sợ chứ gì? Bạn sợ tôi thấy bạn yếu đuối đúng không? Bạn cư xử y như một đứa con nít được cưng chiều vậy đó. Bạn nói gì vậy? Bạn có im đi không? Tôi không cần bạn dạy đời tôi. Mà bạn biết gì về tôi mà bạn nói như đúng rồi vậy? Tôi biết bạn là con cưng, quen được cưng chiều. Từ đó tới giờ chắc không ai dám nói nặng hay đánh đập bạn đúng không? Bị Yuko ở ngoài đường đánh là chuyện bình thường. Bạn sống trong sung sướng quen rồi, cho nên bạn đâu có hiểu được nỗi khổ của người khác. Tôi hy vọng sau chuyện này bạn sẽ biết thông cảm với mọi người hơn. Bạn còn đứng đó làm gì nữa? Đi theo tôi. Ngon lắm. Cảm ơn bạn nha. Ăn thêm tô nữa không? Thôi, tôi no rồi. Mà nè, tôi hỏi xíu nha. Hỏi đi. Bạn với thằng Nguyễn chơi thân với nhau lâu chưa? Tôi thấy bạn có vẻ quan tâm tới nó lắm. Nó có gì đặc biệt mà bạn thích nó quá vậy? Còn bạn thì sao? Sao bạn lại đi theo Nguyễn? Tại vì Nguyễn làm bạn cảm động đúng không? Tôi thấy ai ở bên Nguyễn cũng cảm thấy an toàn hết. Tôi thấy Nguyễn là một người đáng tin cậy. Tôi đâu có nghĩ như bạn. Bạn suy diễn lung tung quá à. Tôi thấy bạn bằng tuổi Nguyễn mà bạn nhìn như con nít vậy đó. Sao bạn lại nói tôi con nít hoài vậy? Bạn nói coi tôi chỗ nào không bằng thằng Nguyễn chứ. Bạn ăn xong thì đem tô bỏ ra thao sau nhà. Ở đây không có ai phục vụ bạn đâu. Tôi nghĩ còn lâu lắm Nguyễn mới về. Nè, bạn đừng có đánh chống lảng. Bạn cũng đừng có nghĩ tôi thua thằng Nguyễn. Tôi mà quyết tâm á thì tôi sẽ giỏi hơn nó nhiều. Tôi được học trường lớn chứ không phải cái trường nhỏ xíu ở dưới quê như nó. Tôi muốn gì cũng đều có hết á. Cho nên thằng Nguyễn nó thua tôi tất cả mọi thứ hết á. Bạn hiểu chưa? Khi mà bạn nói ra như vậy á, là bạn đã thua Nguyện rồi. Bạn chỉ biết dựa dẫm vào người khác thôi, chứ đâu có bản lĩnh gì đâu. Thôi, bạn đi ngủ đi. Ê, nè. Trời sắp mưa rồi. Sao mày biết? Có mùi của hơi nước, còn có mùi của gió nữa. Thank you.
Ủa chú, sao chú ở đây vậy? Gia Bảo đang ở đâu? Chú ơi, chú giúp con đi chú. Mẹ con bị người ta bắt rồi. Con không biết mấy người đó là ai hết á. Chú giúp con đi chú. Chú giúp con đi mà chú. Gia Bảo đang ở đâu? Tiền của tao mày lấy mày để đâu? Con biết mẹ ơi. Mày không lấy thì ai vô đây lấy? Con lấy. Mày dám ăn cố hả? Mày ở trong nhà này chỉ có một mình mày. Mày không lấy tiền của tao thì ai lấy hả? Con có lấy. Mày hả mày? Mày hả mày? Mày hả? Hả? Tao hỏi một lần nữa, tiền của tao mày lấy mày để đâu? Con hả? Hôm nay mà mày không nói, mày giấu tiền của tao ở đâu, tao sẽ đánh chết mày. Mày hả mày? Ở đâu? Nói tao nghe. Mày hả? Mày hả mày? Hả? Hả? Tiền tao đâu? Đưa mặt đây tôi coi cho. Đưa đây tôi coi cho. Bạn đi ra đi. Bạn muốn làm gì thì làm. Đúng là đồ nhà quê. Bộ, bạn tưởng bạn đi là tôi sợ hả? Vậy bạn đi, đi nhanh đi, đi khuất mắt tôi đi. Bạn đúng là đồ hèn nhát. Bạn sợ chứ gì? Bạn sợ tôi thấy bạn yếu đuối đúng không? Bạn cư xử y như một đứa con nít được cưng chiều vậy đó. Bạn nói gì vậy? Bạn có im đi không? Tôi không cần bạn dạy đời tôi. Mà bạn biết cái gì về tôi mà bạn nói như đúng rồi vậy? Tôi biết bạn là con cưng, quen được cưng chiều. Từ đó tới giờ chắc không ai dám nói nặng hay đánh đập bạn đúng không? Bạn sống trong sung sướng quen rồi, cho nên bạn đâu có hiểu được nỗi khổ của người khác. Ủa, Gia Bảo, sao con lại ở đây? Trời đất, sao sao mà con bị bầm tím hết vậy? Người ta đánh con hả? Ai đánh con vậy? Thôi được rồi, có chú đây, con bình tĩnh đi. Chú sẽ bảo vệ con mà, đừng lo gì hết. Tại sao bà nội lại ghét con? Cho dù bà nội có thương hay ghét con thì cũng không quan trọng. Quan trọng là con phải biết nhìn xa hơn, con phải biết nghĩ những điều to lớn hơn. Nhớ lời chú dặn không? Sau này con phải giỏi hơn ba của mình. Và chú, chú là người sẽ giúp con đạt được điều đó. Chú làm được gì cho con chứ? Con nghe đi, chú là người có thể hy sinh tất cả mạng sống của mình cho con. Ai vậy? Làm gì tới nhà người ta lèm bèm gì à? Đâu à? Tôi đi. Ủa Bảo, vậy là từ tối hôm qua tới giờ Bảo ở đây hả? Con, lên xe đi, chú chở về nhà. Con không đi đâu, con phải ở đây để tìm mẹ. Chuyện đó về Sài Gòn hãy tính. Nhiệm vụ của chú ngày hôm nay là đưa hai con về nhà an toàn. Nghe lời chú lên xe đi. Còn nếu con muốn kiếm mẹ thì về nói với ông tổng giám đốc. Con phải đi tìm mẹ, con không về đâu. Con đừng có bướng, không có ích gì đâu. Con không về đó đâu. Chừng nào tìm được mẹ con sẽ về. Nếu như chú sợ bị chú giám đốc la thì chú cứ đưa Bảo về trước.
Chừng nào tìm được mẹ con sẽ về. Chú nói con có nghe không? Sao con lì quá vậy? Chuyện đó về Sài Gòn hãy tính. Lên xe đi. Đi. Gia Bảo, con về rồi đó hả? Gia Bảo, thôi con có sao không? Con đi đâu vậy? Trời đất ơi, ai đánh con vậy? Hả? Con có sao không? Có đau lắm không con? Hả? Nè, còn chỗ nào nữa không? Trời, tội nghiệp con trai của má quá. Trời đất ơi, con ơi, má lo cho con quá. Nè, mày còn về đây làm gì nữa? Mày dám dụ dỗ Gia Bảo bỏ nhà đi. Tại mày mà con tao mới bị người ta đánh ra nông nổi này. Mày vừa lòng chưa? Mày nói thiệt đi, mày đã xài hết tiền rồi phải không? Con nói tiền gì? Con không hiểu. Mày đừng có làm bộ nữa. Má của mày đang rất cần tiền, cho nên má mày xúi mày ăn cắp tiền, rồi mày đưa hết tiền cho má mày xài rồi. Có đúng như vậy không? Hả? Không có đâu cô. Cô đừng có nghi oan cho mẹ của con. Mẹ con không bao giờ xúi con lấy tiền của người khác hết đó. Mẹ con không phải là loại người như vậy. Còn chuyện của cô bị mất tiền thì con thật sự không biết gì hết. Từ ngày mày bước chân vô đây, cái nhà này xảy ra đủ thứ chuyện lộn xộn xui xẻo. Nhà này không có đứa nào dám làm chuyện như vậy hết. Nè, có chuyện gì mà em lớn tiếng quá vậy? Hai đứa về rồi đó hả? Rồi hai đứa ăn uống gì chưa? Sao em không nấu nướng cái gì đó cho tụi nó ăn xong đi? Rồi muốn hỏi cái gì thì hỏi. Lúc nó vừa đi là em đã phát hiện ra mất tiền. Và em chắc chắn chính nó là người lấy chứ không ai vô đây hết. Em nói thiệt với anh, em chịu hết nổi nó rồi đó. Nó có xác nhận là nó lấy hay không? Nó có chịu nhận là nó lấy đâu. Chính vì vậy cho nên em mới nổi điên lên đây nè. Cô ơi, con thật sự không biết gì về số tiền đó. Con cũng không có lấy số tiền đó nữa. Làm sao mà con nhận được hả cô? Cô tin con đi cô. Con bỏ đi. Tại vì con muốn gặp mẹ của con thôi à. Nguyện nó nói đúng đó má. Không phải nó lấy đâu. Dạ, là con lấy đó. Hả? Gia Bảo? Cái gì? Con nói cái gì? Tại sao con làm như vậy? Con nói cho má nghe đi. Con cần số tiền đó để làm cái gì? Gia Bảo, con nói đi. Con cần số tiền đó để làm cái gì? Nguyện nó nói với con là nó cần tiền. Bảo, nghe ba hỏi. Nguyện nó nói với con là nó cần tiền phải không? Dạ phải. Nè Bảo, chính nó đã nói với con là mẹ nó đang bị bệnh rất nặng, nên nó cần tiền để chữa cho mẹ nó. Nó có hỏi mượn tiền con, nhưng mà con không có, nên nó xúi con lấy trộm tiền của má. Con xin lỗi má. Con xin lỗi ba. Nhìn mặt nó lúc đó rất là tội nghiệp nên con mới làm vậy. Anh nghe thấy chưa? Gia Bảo nó được dạy dỗ đàng hoàng nên nó không bao giờ dám ăn cắp đâu. Nó chỉ bị thằng Nguyễn xúi dục thôi. Anh phải phạt nó thật nặng để nó chừa cái thói đó. Nguyễn, con đi theo ba. Con bước lại đây đi.
Ba muốn hỏi con chuyện này. Khi mà con về nhà, con có gặp được mẹ con không? Mẹ con có khỏe không? Mẹ con bị người sau bắt đi rồi. Mẹ con mất tích rồi chú ơi. Chuyện lớn như vậy, tại sao con không báo cho ba biết sớm hả? Nhưng mà con yên tâm đi con trai, ba sẽ sớm tìm được mẹ mang về cho con. Chú hứa với con nha. Ba hứa với con thì ba sẽ làm. Nhưng mà con phải hứa với ba một chuyện. Chuyện gì vậy chú? Từ giờ trở đi, bất cứ khi nào con ra ngoài, con cũng phải báo cho người lớn biết một tiếng, để mọi người khỏi lo lắng, con biết chưa? Dạ, con biết rồi. Dạ, từ nay con sẽ nghe theo lời của chú giám đốc. Tới khi nào tìm được mẹ của con. Thôi được rồi, con về phòng tắm đi rồi ra ăn cơm. Chú ơi, con hỏi một chuyện được không chú? Con hỏi chuyện gì? Sao chú không phải con? Con nghĩ là ba sẽ phạt con, sẽ la con đúng không? Dạ bảo không nói. Con đừng lo, khi con cái mình nói dối thì cha mẹ sẽ nhận ra ngay. Ba biết hồi nãy con không có nói dối. Được rồi, thôi đi tắm đi. Dạ. À, có chuyện này ba quên nói với con. Bắt đầu từ tuần sau, ba sẽ đưa con xuống xí nghiệp làm bánh với ba. Ba sẽ chỉ cho con cách học làm bánh như ba đã hứa với con. Dạ, cũng cảm ơn chú. Không bị phạt chứ gì? Tao biết là sẽ như vậy mà. Ba tao sẽ không phạt mày đâu. Công nhận ba tao đối xử tốt với mày thiệt. Không chừng ba tao đang có ý đồ gì với mày. Nè, Bảo đang nói cái gì vậy? Ba của Bảo, chú ấy là một người rất là tốt. Tại thấy anh tội nghiệp nên chú mới không phạt thôi. Bảo đừng có nghĩ xấu với người khác như vậy, nhất là khi người đó là ba của mình. Mày nói mày làm anh của tao hả? Làm anh thì phải biết quan tâm, giúp đỡ em trai mình chứ. Mày mới bị có chút xíu chuyện đã nổi nóng với tao rồi, như vậy làm sao làm anh tao được? Bảo thôi cái kiểu nói chuyện đó đi. Nhờ mày mà tao rất cứu hồi nãy. Có mày cũng đỡ lắm. Thôi, tao cảm ơn mày nha. Chuyện gì mà em lớn tiếng dữ vậy? Hai đứa về rồi đó hả? Hai đứa ăn uống gì chưa? Sao em không nấu nướng cái gì đó cho tụi nó ăn xong đi? Tụi muốn hỏi cái gì thì hỏi.
tưởng bạn đi là tôi sợ hả? Vậy bạn đi đi, đi nhanh đi, đi khuất mắt tôi đi. Bạn đúng là đồ hèn nhát. Khi mà bạn nói ra như vậy là bạn đã thu nguyện rồi. Bạn chỉ biết dựa dẫm cho người khác thôi, chứ đâu có bạn lĩnh gì đâu. Thôi bạn đi ngủ đi. Ê nè, cái đồ nhà quê mà dám chê bai người khác. Ủa Lan Anh, con bị làm sao vậy? Ba con đánh con nữa hả? Có phải ba con đánh con không? Cứu con, cứu con. Bây giờ ba con đang ở đâu? Ê Lan Anh, con sao vậy? Lan Anh, con sao vậy con? Lan Anh, Lan Anh. Anh Cảnh, mấy chú đã đàn về. Chúng tôi tới đây để mời anh về trụ sở làm việc. Gì làm việc gì? Con gái anh bị thương tích đầy mình, tay gãy bó bột, anh có biết không? Cái gì? Con Lan Anh nó dám tố cáo cha nó hả? Tôi đánh nó chết luôn á. Không cần con gái anh phải tố cáo anh đâu. Anh đánh người ta bây giờ người ta thương anh kìa. Bây giờ chúng tôi yêu cầu anh hợp tác, mời anh về trụ sở làm việc. Mời anh. Mời anh. Làm gì vậy? Tôi có làm gì ai đâu mà làm kiểu đó. Đi từ đi chứ. Có chân có tay tôi tự đi được. Con quỷ mày về mày biết tao. Rồi. Con là Lan Anh phải không? Dạ. Cô là ai? Nè con, cô là nhân viên bảo trợ xã hội của mấy ấm hoa hồng trực thuộc thành phố. Hôm nay cô tới đây để cô đưa con về chỗ cô ở tạm thời. Con sẽ ở đó chờ ba con ra nha. Bây giờ cô đi lấy thuốc cho con rồi mình đi luôn có được không con? Trước khi đi, con muốn tới chỗ này. Cô ơi, cho con gửi thư. Con ghi địa chỉ đầy đủ chưa bé? Dạ rồi. Con dán tem giùm cô nha. Nè con. Dạ. Chị ơi, gửi thư đảm bảo với nhanh giùm em nha. Được rồi con. Dạ. Thank you.
là Lan Anh nè. Bây giờ mình đã rời xa Tây Ninh rồi. Vậy là thứ bảy tuần này Nguyễn không dẫn mình đi coi xưởng bánh được rồi. Nếu biết trước lần đó là lần gặp cuối cùng thì tụi mình đã chào tạm biệt nhau. Giờ thì không biết khi nào mới gặp lại. Sau này lâu lâu Lan Anh sẽ nhớ Nguyễn lắm. Tuổi nhỏ của tụi mình trôi qua buồn quá. Nhưng mà khi lớn lên nhất định tụi mình sẽ gặp lại nhau. Tới lúc đó hy vọng là tụi mình sẽ hạnh phúc hơn bây giờ. Tay của người đàn ông đã bắt mẹ Nguyễn có hình xăm chong chóng. Chắc chắn mà tôi thấy cái thằng đó nó xăm cái hình như chong chóng ở cánh ở tay trái của nó mà tôi thấy rõ ràng. Bảo bữa trước chính là ông đã đưa tiền cho ba mình để bắt cóc mẹ của Nguyễn. Với số tiền này anh có thể mở một tiệm tạp hóa hoặc là kinh doanh cái gì đó. Mẹ đời, không có ai cho ai không cái gì. Ông đưa tiền cho tôi như vậy ông muốn cái gì? Ông nói thẳng mẹ nó luôn đi. Hả? Tôi muốn anh xử lý cho tôi một người phụ nữ. Ủa, Gia Bảo, sao con lại ở đây? Trời đất, sao sao mà con bị bầm tím hết vậy? Người ta đánh con hả? Ai đánh con vậy? Thôi được rồi, có chú đi, con bình tĩnh đi, chú sẽ bảo vệ con mà. Như vậy nghĩa là sao? Không lẽ chính là chú Tài? À, chú trả lá thư lại cho con. Chú trả lại cho con. Chú sao chú lại đốt lá thư của con? Mẹ con, chú làm gì mẹ con rồi? Chú nói đi. Con sống hay là chết là tao đi nè. Con phải làm gì? Con phải làm gì chú mới cho con gặp mẹ của con? Đi khỏi căn nhà này thôi. Nghe lời tao dặn, từ đây cho tới chết không bao giờ được bén mảng tới căn nhà này nữa. Rõ chưa? Mày nghe tao nói chưa? Mẹ của mày muốn sống chỉ có cách duy nhất này thôi. Chú không sao. Tất nhiên mày có thể lựa chọn giữa Thành Đạt và mẹ của mày, tùy vào sự lựa chọn của mày thôi. Nhưng nếu
mày chọn lựa ở lại đây thì ngay lập tức mẹ của mày sẽ phải chết. Sao hả? Con làm gì mà đứng đây vậy? Dạ... con... ngày mai mới bắt đầu học làm bánh mà. Có chuyện gì muốn nói với ba sao? Dạ... dạ không. Thôi, nếu không có gì thì con về ngủ đi. Ngày mai dậy sớm, 5 giờ học làm bánh. Không được trễ đó nghe chưa? Dạ. Ừ. Chú ơi, còn mẹ con, chú tìm được mẹ con chưa chú? Ừ, chưa con. Nhưng mà con yên tâm đi, khi nào mà ba tìm được, ba sẽ báo cho con biết đầu tiên. Ừ? Con suy nghĩ gì mà thơ thẩn dữ vậy? Dạ, dạ, dạ không có gì. Thôi, khuya rồi, đi ngủ sớm đi con. Mai còn dậy sớm nữa. Dạ, à chú ơi, hồi chú làm động tác này nè chú. Chú làm gì chi vậy chú? Đó là để kiểm tra độ ẩm. Độ ẩm? Mỗi ngày trước khi nhào bột, con phải kiểm tra độ ẩm bằng cảm giác của mình. Ngày nào mà trời khô thì bánh sẽ dễ bị khô, vì bột nó khô lẹ hơn. Còn ngày nào trời ẩm ướt thì bánh cũng mềm hơn. Cho nên là mỗi ngày lượng nước cho vô nhồi bánh cũng khác nhau, tùy thuộc vào độ ẩm của mỗi ngày. Dạ, con hiểu rồi. Con là một đứa bé đặc biệt, rất đặc biệt đối với ba. Thôi con, đi về ngủ sớm đi, mai còn dậy sớm nữa. 5 giờ không có trễ như chưa. Ba ơi, con xin lỗi. Gia Bảo, con có chuyện gì vậy? Dạ, không có gì. Quay lại đây nói chuyện với má. Gia Bảo, má nghe chị hai nói là con nghĩ bà nội mất là tại má hả? Tại sao con lại nghĩ về má như vậy? Chị hai nói vậy sao? Chị hai nói gì vậy má? Con thật sự nghĩ là tại má sao? Dạ, không có đâu má. Chắc chị hai hiểu lầm đó má. Con chưa bao giờ nghĩ như vậy hết. Thật vậy không con? Vậy mà má cứ nghĩ là con biết chuyện gì đó. Cũng đúng.
Thôi được rồi, vậy là không có gì rồi. Con đi ngủ sớm đi nha. Má, nhưng mà có gì vậy con? Má, có phải con là đứa hèn nhát không má? Con nói gì vậy? Ai dám nói như vậy? Ai dám nói con là đứa hèn nhát hả? Có đứa nói vậy. Bảo, dạ Bảo à, đứa nào dám nói như vậy? Có ai thông minh bằng con đâu hả? Dạ Bảo, con là gia bảo của nhà này, con là đứa con trai tuyệt vời nhất của má, con có biết không? Dạ con biết. Cho nên từ bây giờ con sẽ sống mạnh mẽ hơn. Con sẽ mạnh hơn thằng Nguyện. Con sẽ nối nghiệp ba. Nhất định con sẽ làm được. Nhất định con sẽ thành công. Dạ Bảo, con trai của má giỏi lắm. Cảm ơn con. Thật sự má cảm ơn con. Con trai của má, má cảm ơn con. Tao không thua mày đâu Nguyện. Tao sẽ chứng minh rằng tao là thằng giỏi nhất.